Sáng nay, cơ quan điều tra công an quận Cầu Giấy đã cho tài xế Doãn Quý Phiến thực nghiệm hiện trường lần thứ hai vụ học sinh trường Gateway tử vong, nghi bị bỏ quên trên xe đưa đón để phục vụ công tác điều tra. Khoảng 7 giờ 25 phút, xe Ford Transit mang biển số 29B06956 do ông Phiến cầm lái đi vào cổng trường Gateway trên phố Khúc Thừa Dụ, quận Cầu Giấy, Hà Nội. Trong xe có một cảnh sát mặc quân phục ngồi ở ghế trước cạnh tài xế. Trong lần thực nghiệm này, bà Nguyễn Thị Bích Quy, người đưa đón học sinh trường Gateway không được đưa đến hiện trường. Ông Lê Văn Sơn, bố cháu Long, học sinh đã tử vong cũng có mặt tại buổi thực nghiệm. Sau khi phổ biến các quy chế, công an quận Cầu Giấy, những người liên quan cùng tài xế Phiến đều lên xe di chuyển đến bãi đỗ của ký túc xá Học viện Báo chí Tuyên truyền để tiếp tục thực nghiệm. Ông Đinh Minh Tảo, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân quận Cầu Giấy cho biết, việc thực nghiệm sẽ do cơ quan điều tra quyết định và viện sẽ cử giám sát viên giám sát theo quy định. Hành trình từ bãi đỗ xe về trường Gateway sẽ giúp cho cơ quan điều tra đánh giá lời khai của những người có liên quan, củng cố hồ sơ của vụ án. Bộ sách giáo khoa lớp 1 công nghệ giáo dục gồm các môn tiếng Việt, toán của giáo sư Hồ Ngọc Đại vừa bị Hội đồng Thẩm định Quốc gia chấm không đạt ngay ở vùng 1. Trong đợt thẩm định lần này, ngoài bộ sách giáo khoa công nghệ giáo dục, còn có 5 bộ sách giáo khoa đầy đủ các môn của lớp 1 đăng ký thẩm định. Theo quy định, Hội đồng Quốc gia thẩm định sách giáo khoa có 3 mức xếp loại: đạt, đạt nhưng cần sửa chữa và không đạt. Trong đó, sách tiếng Việt 1, công nghệ giáo dục đã bị 15 trên 15 thành viên hội đồng xếp loại không đạt với gần 300 nội dung chi tiết cần sửa, cần bỏ vì những nội dung đó được cho là đã vượt chương trình, quá khó với học sinh lớp 1 và một số vấn đề kỹ thuật trình bày. Cùng với đó, sách toán 1, công nghệ giáo dục cũng bị hội đồng thẩm định cho rằng có nhiều nội dung không nằm trong yêu cầu của chương trình, vượt yêu cầu của chương trình dành cho học sinh lớp 1. Trước đó, sách tiếng Việt, công nghệ giáo dục 1 đã được triển khai ở nhiều nhà trường trong 40 năm qua. Hơn 900.000 học sinh đã được dạy học thử nghiệm thành công ở nhiều địa phương. Việc sách giáo khoa lớp 1, công nghệ giáo dục không vượt qua vòng thẩm định để tiếp tục được giảng dạy trong chương trình học phổ thông có thể gây nhiều xáo trộn ở những địa phương đã triển khai sử dụng sách giáo khoa này trong những năm trước.